À, trước tiên tôi dịch là xin nói là tại vì sư có cái bài, có cuốn sách đó, rồi sư giảng theo cái cuốn sách xong rồi sư nói thêm, rồi sư vừa nói vừa qua cái này cái kia, thành ra ghi nhiều khi nó không có suông đó, thành ra nếu mà dừng lại để coi thì quý vị thông cảm. Hôm sư dạy là hôm qua sư đã giảng xong bốn cái đại, tức là tứ đại đó, là đất, nước, gió và lửa. Rồi sư cũng thêm hai cái yếu tố nữa, đó là không gian và thức. Thì tổng cộng là có sáu cái yếu tố. Thì đây là cái bài giảng dựa theo cái bản kinh Chaturvibhaga Sutta. Sư nói bài kinh này rất là hay. Thì trong cái bài kinh này, trong cái bài giảng ngày hôm qua, sư có kể về cái vị vua Tăng Pakusati đó, mà sau khi nghe xong Đức Phật giảng cái về sáu cái yếu tố này thì đã đắc được cái tầng thánh Bất Lai, tức là cái tầng giác ngộ thứ ba. Và lúc sau đó thì ngài mới xin Đức Phật được thọ tỳ kheo giới, trở thành một vị tăng trong cái tăng đoàn của Đức Phật. Nhưng mà quý vị nhớ là Đức Phật không hỏi là có y chưa, thì vị này chưa có đủ, cho nên Đức Phật nói không có thọ giới được, rồi vị đó đi tìm y. Thì đến cái nghĩa địa để tìm y thì bị một cái con bò mẹ nó có sừng, và nó muốn bảo vệ đứa con cho nên nó húc ngài chết. Thì cái lý do tại sao mà Đức Phật không có cho ngài trở thành vị tỳ kheo nếu không có y, bởi vì thường mà Đức Phật cho vị nào thọ tỳ kheo dù không có y, Đức Phật chỉ gọi một cái câu thiện lai tỳ kheo, là tỳ kheo đến đây, là tự động là có y hết, là từ đó vị đó trở thành một cái vị tỳ kheo. Thì tại sao như vậy? Là tại vì Đức Phật biết là chỉ có những cái vị nào mà trong cái hiện kiếp đó mà có thể trở thành vị A-la-hán mà xin thọ tỳ kheo mà không có y, thì Đức Phật mới làm như vậy thôi. Còn Đức Phật nhìn cái vị này, biết vị này chỉ đắc tối đa là tầng thánh thứ ba thôi, không thể đắc A-la-hán được, cho nên không có làm, không có nói như vậy, mà phải nói để vị này đi tìm y. Thì sau đó thì cái đức vua mà Bình Sa Vương đó, thì có đến gặp Đức Phật, hay là Đức Phật gặp ngài gì đó, lúc đó thì tôi nghe không có rõ. Thì Đức Phật có tường thuật lại cho cái đức vua về cái vị tăng vương này, và kể hết mọi chuyện. Thì đức vua Bình Sa Vương mới đem cái xác của cái người bạn quân vương của mình về hỏa thiêu, và sau đó thì Đức Phật trở về kỳ viên tịnh xá. Thì sư cũng có nói là nhiều người thấy Đức Phật, biết Đức Phật ngay là vì cái hào quang sáu màu của ngài tỏa ra. Thường thì người ta nhận biết được do cái hào quang mà Đức Phật tỏa ra. Sư giảng là khi quý vị tập thiền thì quý vị cần kinh nghiệm những cái đặc tính của các cái hiện tượng danh sắc, chứ không phải là thấy cái ý niệm. Lúc đầu tiên khi mà thiền sinh chưa đủ cái sức định tâm thì không có thấy được cái đặc tính của các cái hiện tượng mà mình quan sát, cho nên hãy cố gắng nỗ lực vun bồi để tạo cái tâm định cho nó mạnh. Chẳng hạn như khi quý vị theo dõi cái chuyển động phần xẹp của bụng, hay là những cái đề mục phụ nổi bật khác, thì cố chú tâm ghi nhận những cái hiện tượng này ngay tức thì một cách chính xác, song hành với sự diễn biến của đề mục, thì mới có cái cơ hội phát triển được cái sự hiểu biết về bản chất của cái đề mục. Thì khi mà cái tâm mình nó theo dõi trong từng khoảnh khắc cái đề mục một cách chính xác như vậy, thì nó phát triển ra được một cái sức định trong từng khoảnh khắc, gọi là chập định hay là sát na định. Và khi mà chánh niệm trở nên vững vàng thì sát na định trở nên mạnh mẽ, thì lúc đó
tâm có khả năng thấy được cái đặc tính của các cái hiện tượng danh sắc mà mình đang quan sát, hay là các hiện tượng thân tâm đó. Và ngay lúc đó thì chỉ thấy đặc tính thôi, chứ không còn ý niệm nữa. Chẳng hạn như quý vị có thể thấy căng, cứng, chuyển động, chứ không còn thấy phần, xẹp, hay là còn không thấy đầu, tóc, hay là cơ thể gì hết, nếu mà quý vị đã thấy đặc tính rồi. Quý vị cũng có thể kinh nghiệm được cái sự nóng lạnh, tức là cái yếu tố lửa, tức là nhiệt độ, chứ không còn thấy cơ thể của mình nữa. Và nhiệt độ hay là nóng lạnh, tức là đặc tính của cái hỏa đại, tức hay là yếu tố lửa. Và khi quý vị trình pháp đó, thì quý vị trình cho thiền sư biết là con ngồi thiền, con kinh nghiệm nóng, lạnh, căng, cứng. Chứ đừng có nói là con ngồi thiền, con kinh nghiệm hỏa đại, địa đại hay phong đại gì hết. Vì nói đó có tính cách kinh điển và chỉ dùng ý niệm. Cái nhiệt độ trong cơ thể mình khi mà nó cũng sanh khởi và nó cũng hòa diệt trong cái từng khoảnh khắc. Và nếu mà mình không có quan sát kỹ thì mình không thấy rõ, nhưng nếu mà mình quan sát kỹ thì mình thấy nó sanh khởi rồi nó hòa diệt, rồi nó sanh khởi nó hòa diệt, tức là mình thấy được sự sanh diệt của cái hỏa đại này. Tại sao mà mình thấy được nó sanh khởi và hòa diệt? Bởi vì cái bản chất của nó là như vậy, có nghĩa là nó vô thường. Mà nếu mà cái bản chất nó không có vô thường thì mình không thể nào thấy sanh diệt của nó được. Cho nên vì cái bản chất của nó, bản chất thật sự của nó là như vậy. Và khi mình tập thiền thì mình mới có cái cơ hội phát triển định tâm, xuyên thấu cái đề mục, mới thấy được cái bản chất thực sự của cái hiện tượng, chứ không còn thấy cái ý niệm nữa. Do đó mà quý vị cần hiểu một cách đúng đắn cái bản chất của các hiện tượng khi mà mình hành thiền. Do đó quý vị hãy nỗ lực tập và ghi nhận cho chính xác để thấy được cái bản chất đích thực của các hiện tượng này, tức là thấy những cái đặc tính của các cái hiện tượng. Thì sư mới hỏi quý vị có bao nhiêu loại đặc tính của các cái hiện tượng danh sắc. Thì có ba. Thứ nhất là đặc tính riêng của mỗi cái hiện tượng. Mỗi hiện tượng có một đặc tính riêng biệt, không giống nhau. Thứ hai là đặc tính điều kiện, tức là thấy cái điều kiện, cái tương quan nhân quả giữa các cái hiện tượng danh sắc. Và thứ ba là thấy đặc tính chung, vô thường, khổ và vô ngã, dung cho tất cả các hiện tượng danh sắc. Nếu quý vị thấy được như vậy thì quý vị đã phát triển được cái tuệ giác minh sát. Rồi quý vị ghi nhận tiếp tục cái đề mục một cách cẩn trọng thì quý vị sẽ phát triển tuần tự các cái tuệ giác cao hơn, và cuối cùng thì quý vị kinh nghiệm đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Do đó mà bất cứ một cái uẩn nào nó đang diễn biến, hay một cái đại nào nó đang của sắc uẩn nó đang sanh khởi, thì quý vị tiếp tục chú tâm ghi nhận để thấy được cái đặc tính của nó. Thì sư mới đọc vào trong sách, thì tôi xin được dịch cái đoạn này ở trong sách ra. Khi mà các cái đại cơ bản hay là các cái tứ đại mà được thiết lập trong từng cái phần của cái cơ thể, thì cái cơ thể chung của mình nó xuất hiện như là một cái thực tại hay là một thực thể có bản ngã, là mình có cảm tưởng như vậy. Nếu mà không hiểu được cái, nếu mà không có tuệ giác minh sát qua cái sự thiền tập đó, thì một người thường sẽ thấy rằng cái sự tổng hợp của các đại này và cho nó là cái cơ thể của tôi, hay cơ thể của ông, hay cơ thể của bà, đây là cơ thể của người đàn bà hoặc là cơ thể của người đàn ông. Nếu mà mình không có tuệ giác minh sát thì cái tưởng sai lầm của mình sẽ cho mình một cái ý niệm đây là thân hình của mình, thân hình của người kia, hay đây là thân hình của đàn ông,
đây là thân hình của đàn bà. Và vì cái sự tưởng sai lầm như vậy, cho nên cái sự dính mắc về cái cơ thể mới sanh khởi trong cái nội tâm của cái người đó. Thì đó là cái đoạn của trong cái cuốn sách của Ngài. Rồi nếu quý vị hành thiền, quý vị phát triển được tuệ giác, quý vị thấy đúng đắn về các cái hiện tượng danh sắc hay thân tâm này, thì quý vị thấy nó là một cái pháp hữu vi, tức là pháp điều kiện. Nó do các cái điều kiện nó hợp thành, nó không có một cái bản ngã trường cửu nào hết. Đó là thì sư mới đọc tiếp về cái đoạn tới. Trong cái thực tại đó, thì cái cơ thể của mình có thể được so sánh như là cái bóng nước. Quý vị thấy một đống những cái bong bóng nước trên cái dòng sông hay những cái dòng suối. Thì sư mới nói rằng Đức Phật mà có những cái lúc mà ngồi bên những cái dòng sông hay dòng suối, thấy những cái bóng nước này, nhất là khi trời mưa xuống trên những cái dòng sông đó, thì Đức Phật luôn luôn dạy cái hội chúng gồm có tỳ kheo ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ về cái bản chất của các cái hiện tượng danh sắc. Nó không rỗng, nó không có một cái bản ngã trường cửu nào, cũng giống tựa như những bong bóng nước vậy. Thì sư nói vậy. Thì sư đọc tiếp là sự hiện hữu của những cái bong bóng nước sở dĩ là do cái không khí ở bên trong cái bong bóng nước nó nâng đỡ, thì là mình cái bong bóng nó mới có. Và nhiều khi mà những cái nhóm bong bóng hợp lại với nhau thì mình có một khối bong bóng to, đôi khi to bằng cái nắm tay, đôi khi to bằng cái đầu, và đôi khi to hơn nữa. Và qua một con mắt của một người phàm phu đó, một người thường, thì những cái bong bóng này nó có vẻ nó trường cửu. Tuy nhiên, nếu mà mình một cách có trí tuệ xem xét những cái bong bóng này, thì mới thấy được cái bản chất vô thường một cách rõ ràng của chúng. Và những cái bong bóng này nó không thể nào được dùng để mà làm đồ trang hoàng ở trong nhà hay là để xây nhà được, bởi vì nó rất là mong manh. Thì sư giảng thì tôi đừng có nói cái đoạn mà nhìn cái bong bóng trên dòng sông đó, thì Đức Phật mới dạy về cái bản chất mong manh vô thường của các cái hiện tượng. Rồi sư đọc tiếp cái đoạn kế tới. Thì cũng tương tự như vậy, cái cơ thể của mình có vẻ như là nó trường cửu, bền vững dưới con mắt của một người bình thường. Khi mà nhìn tổng thể của cái cơ thể, và cái người thường cũng nhìn thấy rằng dường như cái cơ thể này nó cũng có một cái thực thể riêng biệt của nó, như là một người đàn ông hay là một người đàn bà. Và nó có vẻ rất là bình vững, trường cửu và rất là hấp dẫn, thu hút nữa, và nhiều khi đẹp tuyệt vời. Cái một cái quan kiến về một cái thực thể sống động hiện hữu như vậy thì chỉ có thể có đối với những cái người mà với cái nhãn quan của phàm phu hay là bình thường mà thôi. Sư nói rằng chúng ta nên nhìn đúng bản chất của các cái hiện tượng danh sắc qua thiền tập. Chúng ta thấy cái sắc pháp nó gồm có tứ đại, thì những cái đặc tính của nó qua kinh nghiệm thiền tập sẽ mình chỉ thấy là cứng, mềm, gò bó, nóng, lạnh, căng, cứng, chuyển động, chứ chẳng thấy có một cái bản ngã nào cả. Và những cái hiện tượng này nó sanh khởi và hoại diệt theo cái cách thế của chúng, không chịu một cái sự kiểm soát nào hết, cho nên nó là vô ngã. Và
nó không có bền vững nên nó vô thường. Và cái sự mà vun bồi tâm linh của quý vị qua thiền tập thì nó bắt đầu từ giới. Tức là khi mình hành, trước khi hành thiền mình đã thọ giới. Cho nên thân khẩu của mình trong cái khóa thiền nó rất là trong sạch. Thì quý vị đã đạt được cái giới tịnh. Rồi quý vị tập với cái nỗ lực của mình hướng tâm đến đề mục là quý vị có tầm. Quý vị cố gắng để đưa tâm đến đề mục thì quý vị có tấn. Rồi quý vị ghi nhận đề mục một cách liên tục thì quý vị có chánh niệm. Và có tầm, có tấn, có chánh niệm thì quý vị phát triển được sự định tâm, tức là có sức định. Thì đến khi mà quý vị phát triển được sự định tâm thì tâm quý vị trong sạch. Do đó quý vị có tâm tịnh. Như vậy quý vị có tấn, có niệm, có định, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì nó tạo thành một cái nhóm gọi là nhóm định trong bát chánh đạo. Do đó mà khi thiền tập, quý vị cố phát triển được cái nhóm định này sau khi đã có giới tịnh. Để quý vị có tâm tịnh, tức là tâm trong sạch, thì quý vị mới có thể phát triển tuệ giác. Và có tâm định thì quý vị khi hành thiền không có bị cái kẹt là hay suy nghĩ. Thì đến đây sư đọc tiếp trong cái phần cuốn sách là đối với một người mà có tuệ minh sát thì cái cơ thể này cũng tựa như một khối bong bóng nước trên dòng sông. Không có một cái thực thể hay cố định hay một cái bản chất trường cửu nào cả. Nó chỉ là một cái tập hợp của 32 cái thân phần ô trược, gồm có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, rồi xương, tủy, thận, vân vân. Không có một cái cốt tủy về một cái bản chất trường cửu nào hết. Không có một cái cốt tủy về cái sự đẹp đẽ nào hết. Không có một cái phẩm tính của những một cái thường thực thể trường cửu nào cả. Đó đúng là cái cách thế thực sự của cơ thể mà một người có tuệ giác minh sát xuyên thấu. Dưới mắt thường, tuy nhiên dưới mắt một người thường thì nhìn cái cơ thể này như là thường, lạc, ngã và tịnh, tức là nó bền vững, nó đẹp đẽ sung sướng, nó có bản ngã và nó sạch sẽ. Nhưng nếu một người và vì thấy như vậy đó nên mới thích thú và dính mắt vào. Nhưng mà Đức Phật đã nói rằng và vì chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy rằng khi mà bị dính mắt một cách mạnh mẽ vào cái thân xác hay là sắc uẩn đó thì cái điều đó gọi là satta, tức là cái sự dính mắt, tức là cái ông Raga đó, ông vị tỳ kheo Raga mới hỏi Đức Phật thì cái chữ satta có nghĩa là gì, thì Đức Phật nói là một người mà có cái sự dính mắt hay là chính cái sự dính mắt. Và Đức Phật giảng đến đây thì Đức Phật kết luận là về cái sắc uẩn là vì mình dính mắc vào cái cơ thể bởi cái quan kiến phàm phu của mình như vậy, cho nên cái đó gọi là satta. Thì sư mới giảng là khi quý vị hành thiền, quý vị nhớ ghi nhận một cách kỹ càng thì quý vị sẽ có cơ hội thấy được cái bản chất thực sự của các cái hiện tượng thân tâm hay danh sắc đang diễn biến. Và đến đây thì quý vị đã hiểu được cái ý nghĩa của cái phản ngữ satta rồi. Và sư nói là con người thì ai cũng bị dính mắc vào cái sắc uẩn hết nếu mà không có hành thiền phát triển được tuệ giác minh sát. Khi mà mình có tuệ giác minh sát thì tham sân si ngã mạn
ngay lúc đó không thể sân khởi, bởi vì mình đã có sự hiểu biết về cái bản chất thực sự của các cái hiện tượng này. Do đó mà sư sách tấn quý vị hãy dũng mãnh hành thiền, hãy tâm hành thiền một cách tinh cần, hết lòng ghi nhận các cái hiện tượng một cách chính xác, không có ngừng nghỉ liên tục, thì quý vị mới phát triển được tuệ giác minh sát. Và khi mà chánh niệm quý vị vững vàng, tâm định quý vị mạnh mẽ, thì quý vị sẽ phát triển các cái tuệ giác cao theo từng giai đoạn, để cuối cùng quý vị đạt được đạo tâm và quả tâm, tức là chứng ngộ niết bàn và thành đạt sự giải thoát cho chính mình. Thì sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.